không cần bắt đầu. Thì tại đây chị sẽ nhìn thấy là bệnh nhân đã được vào cái menu này, thì giúp cho là địa phương mình có thể quản lý thống kê được các cái bệnh không, danh sách bệnh không lây nhiễm, bệnh lây nhiễm của đơn vị địa phương mình dựa vào thông tin đi khám bệnh của nhân khẩu. Thì tương tự đối với phần về bệnh lây nhiễm thì cũng tương tự, khi đi khám mà chọn cái mã ICD mà theo đã quy định ý, cái nhóm là nhóm lây nhiễm, thì anh chị cũng sẽ nhìn thấy bệnh nhân mà bị về cái nhóm mà lây nhiễm hoặc truyền nhiễm ấy, thì anh chị sẽ khi cập nhật ở bên khám bệnh sẽ vào phần quản lý này để anh chị có thể thống kê báo cáo ạ. Và tại cái form này anh chị có thể là thêm đây ạ, anh chị có thể là thêm bệnh nhân tại đây ạ. Tại đây anh chị có thể cập nhật thêm bệnh nhân mà không dựa vào cái phần khám bệnh, anh chị có thể là cập nhật tại đây và lưu lại. Thì đây là về phần quản lý bệnh và quản lý các cái bệnh không lây nhiễm này, bệnh truyền nhiễm. Còn ở đây có hai cái menu mà nhìn giống nhau ấy, là quản lý bệnh nhân lây nhiễm này, quản lý bệnh nhân có ICD lây nhiễm. Tức là bệnh nhân lây nhiễm thì tại đây là sẽ toàn bộ sẽ vào đây. Và tại đây anh chị có thể thêm được. Còn những cái mà đã theo quy định của ICD ấy, là ICD lây nhiễm thì sẽ vào đây, vào cái phần ICD. Tại đây thì mình không thể thêm được bệnh nhân, không thể tự thêm được. Mà đây chỉ có thống kê theo cái phần ICD của bệnh lây nhiễm thôi. Thì đây là về phần quản lý bệnh. Có cái danh mục nhóm bệnh lý này thì anh... Đây thì ở đây có các cái ký hiệu này, mã ICD này. Anh chị có thể tìm kiếm và thêm sửa xóa để vào những cái nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm của đơn vị. Ở cái danh mục là nhóm bệnh lý. Bác sĩ gia đình này. Thì đây có thể thêm tìm kiếm thêm sửa các cái danh sách bác sĩ đặt lịch khám. Đấy, mình có thêm thông tin bác sĩ của địa phương để lịch khám cho gia đình. Thì báo cáo theo thông tư 27 thì nó chỉ là báo cáo thôi. Về phần quản lý là bệnh là như vậy, tức là quản lý bệnh thì sẽ thừa hưởng cái thừa dữ liệu từ phần khám bệnh sang để quản lý tìm kiếm bệnh nhân hoặc là các bệnh nhân đấy, hoặc là các nhân khẩu của địa phương đi khám bệnh nhé. Tiếp theo về phần quản lý dinh dưỡng. Về phần quản lý dinh dưỡng thì sẽ có về tạo lịch, tạo kế hoạch uống vitamin, nhắc lịch uống vitamin, quản lý uống vitamin, có kế hoạch cân đo, nhắc lịch cân đo và quản lý trẻ em suy dinh dưỡng. Thì tại đây các anh chị sẽ nhìn thấy kế hoạch ở tại phần đây, anh chị sẽ là kế hoạch uống vitamin này. Ở đây anh chị tạo kế hoạch, tức là mình sẽ thêm mới một kế hoạch vào đây. Ví dụ như là em tạo kế hoạch vitamin tháng 12. Ngày uống bắt đầu từ ngày nào thì nhân viên của các cơ sở y tế họ ta sẽ tạo lịch để dự kiến là uống vitamin từ ngày nào đến ngày nào. Sau đó anh chị lưu lại. Khi anh chị tạo kế hoạch xong thì ở bên góc bên tay trái này thì là sẽ là toàn bộ những cái danh sách kế hoạch đã tạo, hoặc là mình có đây mình có thể quản lý theo dõi là từ trước tới nay là mình đã có tạo bao nhiêu cái kế hoạch
uống vitamin tại địa phương. Khi tạo kế hoạch xong thì sẽ là có thể nhắc lịch uống vitamin. Thông tin nhân khẩu, chọn kế hoạch. Đây, ví dụ tại đây anh chị có thể chọn với phần kế hoạch này, khi anh chị tạo kế hoạch xong, chọn loại vitamin này, ngày uống này, ngày kế hoạch, dựa vào cái thông tin mà mình đã tạo, ví dụ là cái kế hoạch uống vitamin đấy. Để mình tạo từ ngày nào, địa điểm uống tại đơn vị nào, tại trạm này này. Sau đó anh chị có thể, ở đây là toàn bộ cái nhân khẩu của địa phương, thì anh chị có thể chọn và lọc theo đây là uống vitamin, thì anh chị có thể chọn những, đưa những đối tượng vào kế hoạch này, hoặc là có thể chọn tất cả. Sau anh chị ấn tạo kế hoạch. Là đã tạo kế hoạch xong. Khi tạo kế hoạch tức là đưa nhân khẩu vào trong cái kế hoạch uống đấy. Tiếp theo anh chị là cái phần tab mà kế hoạch uống vitamin ạ. Thì tại đây anh chị có thể tìm kiếm theo kế hoạch mình đã tạo, kế hoạch uống vitamin nào, loại vitamin uống là gì. Thì anh chị có thể tìm kiếm cái danh sách đấy mình đã tạo ở đây. Thêm tìm kiếm, xóa, in danh sách, in giấy hẹn. Về phần gửi SMS và gửi tin nhắn Zalo này thì là sẽ đơn vị sẽ làm việc gọi là đăng ký cái đầu số brand name cố định thì sẽ gửi được ạ. Còn hệ thống mình thì đã xây dựng sẵn rồi, chỉ cần cấu hình vào thì là sử dụng được. Thì có kế hoạch này, nhắc lịch uống vitamin này, và phần tiếp theo là quản lý uống vitamin. Tại cái phần quản lý uống vitamin này thì anh chị có thể tìm cái tab phần thông tin nhân khẩu. Ở đây anh chị có thể tìm kiếm theo các tiêu chí trên bên trên, theo cái loại kế hoạch. Anh chị có thể tìm kiếm này, anh chị có thể tìm kiếm các cái theo cái trạng thái đã uống hay chưa uống hay tất cả, thì cái kết quả uống ở bên này, này theo các tình trạng. Đây. Ở cái phần thông tin nhân khẩu ấy, anh chị cập nhật trạng thái đã uống hay chưa uống thì bên kết quả này sẽ thống kê được. Đây, ở bên thông tin nhân khẩu nhé, anh chị chọn theo các tiêu chí, chọn kế hoạch, chọn tất cả, ví dụ là chọn chưa uống chẳng hạn, thì kích đốt vào bệnh nhân, anh chị chọn cái tình trạng chuyển thành đã uống, sau đó lưu lại thì là trạng thái sẽ thành là đã uống. Đấy. Nên tại đây mình chỉ quản lý dựa vào những cái kế hoạch uống ở bên mình đã tạo và các đối tượng của địa phương đã tới uống thì mình có thể cập nhật tại đây. Và kết quả thì đây mình cũng có thể tìm kiếm theo các tiêu chí kế hoạch uống này, tình trạng đã uống hay chưa uống để có thể in danh sách có những ai chưa uống hoặc những ai đã uống. Về quản lý dinh dưỡng, có kế hoạch uống vitamin thì có kế hoạch cân đo cũng tương tự, thì anh chị cũng tạo kế hoạch này, thêm đối tượng vào trong kế hoạch đó và cập nhật quản lý. Phần tạo kế hoạch cân đo cũng tương tự, ở đây anh chị tạo kế hoạch, điền các thông tin kế hoạch đây, sau đó lưu. Ở bên trái là danh sách toàn bộ những kế hoạch đã được tạo. Phần nhắc lịch và thêm đối tượng vào kế hoạch
thì cũng làm tương tự. Ở bên trên này thì anh chị tìm kiếm toàn bộ nhân khẩu theo các tiêu chí này. Ví dụ ở trên này, cái kế hoạch cân đo anh chị tìm những trẻ em thôi, thì là có ngày sinh từ ngày nào đến ngày nào. Và anh chị tìm kiếm ra các cái tiêu chí đó, sau đó là chọn kế hoạch mà mình đã tạo ở cái phần mà tạo kế hoạch. Anh chị chọn ở đây cái ngày kế hoạch, nơi cân đo, và chọn những cái nhân khẩu mình đã lọc theo cái bên trên này, theo các tiêu chí bên trên này để đưa vào kế hoạch đó. Và anh chị ấn tạo kế hoạch là mình đã đưa những đối tượng vào trong kế hoạch. Vẫn có anh chị nào tham gia. Khi đưa các đối tượng vào trong cái kế hoạch đã tạo là các bước thôi. Bước đầu tiên là tạo kế hoạch, bước tiếp theo là đưa các đối tượng vào trong kế hoạch dự kiến ấy. Ví dụ là trong cái cân đo tháng 11 này có 12 người, và trong cái độ tuổi từ sinh từ ngày nào thì đã vào trong kế hoạch này rồi. Thì ở cái phần kế hoạch cân đo, tại đây anh chị có thể cập nhật. In danh sách cân đo gửi SMS Zalo cho đối tượng dựa vào cái số điện thoại đã đăng ký ạ. Đây ạ. Thì cũng là phần các toàn bộ những cái phần mà gửi tin nhắn thì hệ thống phần mềm mình đã xây dựng rồi. Để sử dụng được thì phải đăng ký brand name với đơn vị ạ. Cái đầu số cố định, ví dụ như là trạm y tế xã A, xong gửi thông báo gì đấy. Gửi thông báo về ngày này cần đến cân đo hay ngày này cần đến uống vaccine ạ. Thì đây là phần kế hoạch tìm kiếm xóa giấy mời. Sau khi đưa nhân khẩu vào trong kế hoạch và có thể nhắc lịch, thì ở cái phần quản lý, ở phần quản lý này thì anh chị cũng có thể là tìm kiếm dựa theo các cái kế hoạch cân đo. Quan điểm ra trên bàn cái Đây, thì ở cái phần mà quản lý ấy, thì anh chị sẽ cập nhật là tình trạng là đã thực hiện hay chưa thực hiện để sau mình thống kê báo cáo theo cái tình trạng này, thì anh chị có thể lưu lại. Đây, cập nhật tại đây tình trạng cân đo là đã cân chưa cân, thì ở cái phần kết quả này, ở cái tab kết quả này. Đây, anh chị cập nhật ở đây là đã thực hiện hay chưa thực hiện, sau đó lưu lại. Thì mình sau đó là mình sẽ chọn được các tiêu chí tìm kiếm để in báo cáo. Đây. Ở bên này anh chị cập nhật cái trạng thái là đã thực hiện. Thì bên này anh chị có thể tìm kiếm theo cái trạng thái là đã thực hiện cân hay chưa thực hiện cân để in ra danh sách. Thì đấy là phần quản lý dinh dưỡng. Quản lý dinh dưỡng thì sẽ có về kế hoạch uống, nhắc lịch, quản lý, kế hoạch cân đo, nhắc lịch cân đo, quản lý về cân đo. Tức là đều có 3 bước là tạo kế hoạch này, nhắc lịch và thêm đối tượng vào trong kế hoạch. Về quản lý tức là cập nhật các cái trạng thái của đối tượng đó. Đấy là phần quản lý dinh dưỡng. Cái phần tiêm chủng thì cũng tương tự nhưng hơi khác một chút so với phần về vitamin và cân đo. Tức là phần kế hoạch tiêm chủng thì cũng sẽ có là tạo kế hoạch tiêm chủng, nhắc lịch tiêm chủng. Thì có tiêm chủng ở đây có tách riêng đối tượng là tiêm chủng cho trẻ em hoặc tiêm chủng cho bà mẹ trước sau sinh nhá. Có danh mục vật tư tiêm chủng, có lịch sử tiêm chủng, quản lý đối tượng từ cổng dữ liệu tiêm chủng, hoặc là tiêm chủng theo đối tượng cổng tiêm chủng quốc gia. Tại cái này mình liên kết với cổng dữ liệu tiêm chủng quốc gia, là các đơn vị mà đang dùng cái phần mềm riêng nhé. Đây, quản lý gói tin nhắn thì là tương tự là cái phần gửi tin nhắn. Thì tại đây cái kế hoạch tiêm chủng thì anh chị cũng tạo kế hoạch tiêm chủng. Tạo kế hoạch tiêm chủng thì nó hơi đặc thù khác so với
kế hoạch uống vitamin. Đây. Khi anh chị muốn tạo một kế hoạch mới thì anh chị ấn thêm mới ạ. Thì tại đây anh chị sẽ nhập những cái thông tin kế hoạch này, tên kế hoạch, loại kế hoạch thì là có thể chọn tiêm chủng hoặc mở rộng hoặc tiêm chủng chiến dịch. Tiêm chủng mở rộng thì thường là những cái tiêm chủng về tiêm vaccine, còn tiêm chủng chiến dịch thì chắc thường là những cái đợt dịch lớn. Thì cái này tùy về cái nghiệp vụ của nhân viên y tế của trạm cơ sở thì họ sẽ rõ. Và tại đây anh chị có thể chọn ngày tiêm từ ngày đến ngày, chọn đối tượng thì để phân ra sẽ vào menu đối tượng là tiêm chủng là bà mẹ hay là trẻ em. Số bàn, tức là số bàn để tiếp đón để tiêm là bao nhiêu bàn, các địa phương nào, ví dụ như là tại một xã thì có các thôn xóm là các phường có tổ dân phố thì anh chị các địa phương nào tham gia tiêm, các đối tượng của địa phương nào này, chọn loại vaccine là gì, ví dụ như cái địa bàn này, đối tượng đây, ví dụ là có những loại vaccine trong danh sách rồi, 501 bạch hầu bại liệt lao gì đấy, anh chị có thể chọn một hoặc chọn nhiều. Địa điểm tiêm tại đâu, tức là tại trung tâm y tế phường hay xã nào thì anh chị có thể chọn và ấn chữ lập kế hoạch. Em đang để trống vào trường thông tin thì em ví dụ lấy một cái đã tạo tiên du này đi. Sau khi thêm các thông tin anh chị ấn chữ lập kế hoạch thì kế hoạch sẽ được lưu ở bên danh sách bên tay trái của anh chị. Anh chị nhìn thấy là bên này sẽ là toàn bộ các cái tên kế hoạch đã được tạo, thì anh chị có thể tìm kiếm theo các ngày tiêm, tên kế hoạch và anh chị phải tích vào là có hiệu lực thì kế hoạch này mới được thực hiện. Sau khi tạo kế hoạch, anh chị ở bên dưới này anh chị sẽ nhìn thấy các cái thông tin cần phải điền bổ sung khi lập kế hoạch. Đây. Thì anh chị sẽ chọn những cái cán bộ phụ trách tiêm. Cán bộ tiêm này, phụ trách là ai này, tiếp đón là ai. Thực hiện, người thực hiện tiêm ngày hôm trong kế hoạch đó là ai. Khám sàng lọc, đây là chọn những bác sĩ quản lý sau tiêm. Anh chị sẽ điền toàn bộ những cái thông tin này để lát nữa vào những cái về thực hiện kế hoạch tiêm chủng theo 4 bước ấy, thì anh chị sẽ thấy để chọn. Sau đó anh chị sẽ ấn lưu kế hoạch ạ. Ở phần về quản lý tiêm chủng này sẽ có một lưu ý, đó là hệ thống sẽ tự động dựa vào cái đối tượng và cái kế hoạch này để xác định cái luôn là cái trạm ở đơn vị này có bao nhiêu người là được vào cái kế hoạch này. Tại vì thường là mình ở đây đã cấu hình là ví dụ cái vaccine này chỉ dành cho độ tuổi từ bao nhiêu tháng tuổi, ví dụ là từ 12 đến 16 tháng tuổi chẳng hạn, là chỉ tiêm cái vaccine này, thì hệ thống phần mềm đã tự động lọc ra ở địa phương này có trẻ em trong độ tuổi này chưa tiêm vaccine đó ở trong cái kế hoạch mình tạo bên trên này, thì sẽ tự động lấy luôn cái số lượng vào đây, chứ anh chị không cần phải ghép nhân khẩu vào giống như là phần quản lý về kế hoạch vitamin và cân đo, tức là hệ thống đã tự động tính toán cho anh chị rồi. Thì tại đây sẽ hiện thị luôn cái số lượng tiêm toàn bộ địa phương, ví dụ có 36 địa phương này, 43 vaccine này, thì toàn bộ ở đây sẽ hiển thị
cái ngày tiêm theo kế hoạch, ví dụ anh chị tạo từ ngày 28 đến ngày bao nhiêu đấy, thì toàn bộ hiển thị ở đây là từ ngày 28 đến cái ngày kết thúc sáng chiều, ví dụ sáng bao nhiêu chiều bao nhiêu anh chị điều chỉnh ở đây, cái tổng số lượng 91 đến anh chị điều chỉnh cho nó phù hợp, ví dụ sáng 10 chiều 10 người tiêm. Các cái loại vaccine đây, ở danh sách này thì có các cái loại vaccine, các ngày tiêm. Ở đây anh chị tạo phiếu dự trù, tức là khi tạo kế hoạch thì mình phải tạo phiếu dự trù để vaccine ở trên trung tâm y tế sẽ gửi về các cơ sở y tế để tiêm. Thì ở đây cũng sẽ tự động là phần mềm sẽ tính toán là ví dụ là cái vaccine này một người tiêm một lọ, thì đây ví dụ có 91 người thì hệ thống phần mềm đã tự động tính toán là sẽ là có 91 lọ sẽ được gửi dự trù. Đây, đây khi anh chị thêm phiếu dự trù này, khi kích vào phiếu thì ở đây toàn bộ đây là các cái mã vật tư số lượng ở đây rồi. Anh chị có thể điều chỉnh số lượng ở đây, loại vaccine. À. Bên dưới này đã có là số 4 rồi. Cập nhật thông tin đến không? Thì tại đây anh chị có thể tạo tạo xong cái dự trù này, anh chị có thể ấn gửi dự trù, thì bên trên trung tâm y tế họ sẽ nhận được và họ duyệt và gửi về để cho anh chị tiêm cho cái kế hoạch này. Tại đây anh chị có thể xem chi tiết này. Xem chi tiết ở đây anh chị có thể là tìm kiếm, nhập bổ sung. Nhập bổ sung tức là ví dụ như là trẻ em này không ở địa bàn này nhưng có thể sang nhà ông bà, hoặc là cái đợt này trẻ em đấy ở địa phương đó chưa tiêm, sang một địa phương này có thể là tiêm để cho kịp nhé. Thì anh chị có thể nhập bổ sung ở đây. Anh chị có thể nhập bổ sung cái trẻ em tiêm ở ngoài địa phương, tức ngoài cái kế hoạch mình đã chọn ấy, là danh sách địa phương đấy có những đối tượng là trẻ em từ ngày nào đến ngày nào đã có rồi, thì đây anh chị có thể thêm là có thể là sang nhà ông bà một địa phương khác chơi mà cùng đợt đấy, mình có thể nhập vào đây để tiêm cho đứa bé đó, hoặc có thể xóa đối tượng, in danh sách, phiếu sàng lọc, in giấy hẹn tiêm. Thì ở đây đấy là vào phần xem chi tiết ở cái phần danh mục mũi tiêm này đang bị ao. Nó là cái danh mục mũi tiêm, cái đấy để em tự kiểm tra sau. Bản demo này nó đang có trục trặc chút. Đây thì là toàn cái phần mà tạo kế hoạch tiêm chủng. Ở phần nhắc lịch tiêm chủng, đây anh chị cũng có thể tìm kiếm đối tượng là trẻ từ sinh từ ngày nào đến ngày nào tại địa phương. Chọn kế hoạch. Bên trên này là tìm thông tin
theo các tiêu chí mình mong muốn để hiển thị ra các cái đối tượng của địa phương và tìm cái kế hoạch. Tìm kế hoạch ở đây chỉ có tìm kiếm và nhắc lịch thôi ạ, chứ không thêm nhân khẩu giống như là của uống vitamin và cân đo. Tại vì đây nó đã tự động lấy theo cái đối tượng được quy định độ tuổi tiêm vaccine gì vào đây rồi. Về phần kế hoạch tiêm chủng, thì đây anh chị cũng có thể tìm kiếm theo các cái tiêu chí bên trên. Đối tượng bà mẹ hoặc trẻ em này, thì sẽ là in danh sách, in phiếu, in giới hạn ở cái phần này. Tìm kiếm theo đối tượng loại vaccine. Đấy. Thì tại đây anh chị có thể là cập nhật, tìm kiếm, in danh sách, xóa, in các phiếu khám, phiếu tiêm ạ. Đây, anh thấy phải chọn đối tượng và nhắc lịch ạ. Nhắc lịch là gửi các nhắc lịch là in và gửi SMS cho bố mẹ của đối tượng cần tiêm để biết được ngày tiêm ạ. Về tiêm chủng bà mẹ, tiêm chủng trẻ em thì là do lúc mình tạo kế hoạch thì chọn được là chọn đối tượng là bà mẹ và trẻ em thì mình vào từng cái menu này để mình cập nhật. Các anh chị chọn cái kế hoạch để thực hiện tiêm chủng 4 bước ạ. Đây. Ví dụ đây, anh chị chọn này, ấn tiêm chủng này. Thì tại đây sẽ mình sẽ thực hiện theo là tiêm chủng 4 bước, tức là tiếp đón này, sàng lọc trước khi tiêm, thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm. Ở cái phần đây, lại. Đây. Khi tiếp đón thì ở đây mình là chọn cán bộ tiếp đón. Đây. Mà lúc khi anh chị đi hướng dẫn mà đơn vị có kiểm tra tại sao ở đây mà không chọn được cán bộ tiếp đón, thì tức là ở cái phần mà lúc kế hoạch tiêm ấy, có chọn là những cái người người tiếp đón này, cán bộ tiêm là ai ở đấy mà mình không cấu hình ấy, thì ở đây mình sẽ không chọn được bác sĩ đó, đối tượng ở đây sẽ bị trống, thì anh chị sẽ vào đấy để chỉnh sửa lại. Thì là cán bộ tiếp đón này, sau đó là mình cứ ấn tiếp theo thôi, sau đó sàng lọc trước khi tiêm. Thì đây có những cái về sốc phản ứng hay đang mắc bệnh gì đó thì các anh chị có thể cập nhật trạng thái có không, có sốc hay là đang mắc bệnh gì đấy. Ở đây ở góc này anh chị có thể thêm vaccine cho cái đối tượng này, hoặc là xóa cái vaccine, không tiêm cái vaccine này, bởi vì là do có thể là đang mắc cái bệnh hoặc là sốc phản ứng. Chọn bác sĩ khám đủ điều kiện tiêm chủng hoặc không đủ điều kiện chống chỉ định tạm hoãn, thì chị cũng có thể cập nhật hết ở đây và ấn tiếp theo. Bước thứ ba đó là thực hiện tiêm. Thực hiện tiêm thì anh chị cũng cập nhật là người tiêm là ai, là ở cái phần lúc khi tạo kế hoạch ấy, mình đã có là cấu hình là người tiêm này, người theo dõi sau tiêm, mọi thứ là các bác sĩ rồi, thì mình chọn nhiều bác sĩ ở đây, thì ở đây sẽ ra danh sách nhiều bác sĩ đấy, anh chị có thể cập nhật. Ở đấy mình cấu hình một thì ở đây chỉ có một thôi, thì anh chị sẽ chọn là người tiêm có ghi chú gì không, thì anh chị có thể chọn cập nhật người tiêm ở đây, sau đó ấn tiếp theo. Có vaccine bị sống ở đây. Mm-hmm.
đang không có dữ liệu nữa. Cái này nó đang cái chỗ này bản demo nó đang bị lỗi một chút, tức là sẽ chọn và thực hiện bước tiếp theo. Đấy. Tức là khi thực hiện tiêm xong thì anh chị ấn tiếp theo cho đến lúc là theo dõi sau tiêm. Theo dõi sau tiêm thì sẽ cập nhật các cái phản ứng sau tiêm, ngày báo cáo, các cái biểu hiện gì, toàn bộ các biểu hiện, vị trí tiêm, triệu chứng, kết quả, những cái trường dấu sao này là bắt buộc, và anh chị lưu hoặc là, và đánh giá nguyên nhân. Thì đây là toàn bộ là tạo kế hoạch và thực hiện tiêm chủng 4 bước. Đấy. Khi thực hiện tiêm chủng 4 bước thì anh chị sẽ thực hiện ở cái phần tiêm chủng này để thực hiện tiêm chủng 4 bước theo quy định. Ở đây có phần danh mục giờ tư tiêm chủng. Thì ở phần trên trung tâm y tế họ đã cấu hình là theo quy định, là ví dụ như là đây ạ, ví dụ vaccine này, số người trên một lọ có thể tiêm, cái này mình đã, đây là bản test, thì đã cấu hình theo quy định, ví dụ loại vaccine này số người một lọ là bao nhiêu người được tiêm trên một lọ, thì ở đây mình đã cấu hình ở đây về lịch sử tiêm chủng. Thì đây chị có thể theo dõi, tra cứu và xem lại lịch sử tiêm, đã tiêm theo loại vaccine và theo kế hoạch tiêm. Quản lý đối tượng từ cổng dữ liệu tiêm chủng. Đây, thì tức là mình lấy từ cổng tiêm chủng và đây toàn bộ danh sách đã lấy từ cổng tiêm chủng. Ở đây mình có thể ghép hàng loạt, tức là những cái này mình lấy từ cổng tiêm chủng và mình ghép với cái dữ liệu của mình để cái người đấy là một người thôi. Thì ở đây chức năng này có hỗ trợ các anh chị là lấy dữ liệu từ trên cổng tiêm chủng của đơn vị về. Cái tiêm chủng theo dõi đối tượng tiêm chủng từ quốc gia thì như lúc đó em giới thiệu thì sẽ khuyến khích dùng cái phương án thứ hai, đó là tiêm chủng theo đối tượng từ cổng tiêm chủng quốc gia. Đây, thì tại đây mình chỉ việc sử dụng theo các cái thông tin từ cổng tiêm chủng đã đẩy về, tức là khi sử dụng cái này mà trên cổng dữ liệu tiêm chủng các anh chị ở địa phương có sử dụng, có nhập dữ liệu trên đấy thì của mình sẽ đẩy về đây và sẽ không phải tạo kế hoạch như các bước kia nữa mà lấy thông tin ở đây để sử dụng luôn và nhập thông tin ở đây. Đây là toàn bộ kế hoạch được đẩy về này. Và tab tiêm chủng này anh chị chọn tìm kiếm và ấn tiêm chủng. Thì anh chị lưu ý là sử dụng cái phần tiêm chủng theo đối tượng tiêm chủng từ cổng quốc gia để quản lý thông tin đối tượng đăng ký gói cước và quản lý gói tin nhắn này. Thì khi nào đơn vị mà có sử dụng thì mình sẽ sử dụng. Còn hiện tại của mình đã cấu hình về cái về gửi SMS về gói cước rồi. Cái này em không nói nữa. Thì là phần quản lý tiêm chủng. Tiếp theo là vài phần quản lý truyền thông, có quản lý về truyền thông giáo dục và các cái lớp đào tạo về giáo dục sức khỏe. Thì quản lý truyền thông giáo dục
Tại đây anh chị có thể tìm kiếm thêm, sửa và in nội dung tài liệu đấy. Nội dung tức là ví dụ như là truyền thông dịch cúm hay gì đấy, anh chị có thể thêm ở đây. Đây, tên nội dung. Ví dụ là truyền thông truyền thông về dịch COVID hay gì thì anh chị có thể thêm và lưu lại. Nên là cái nội dung truyền thông, cái đối tượng truyền thông là những đối tượng nào, ví dụ như là người già hay trẻ em thì anh chị tách là đối tượng cần truyền thông. Tài liệu tức là mình truyền thông theo hình thức nào, tuyên truyền hay là tranh ảnh tờ rơi thì đây là cái hình thức. Thì sau khi có cái nội dung đối tượng tài liệu thì tại đây anh chị có thể thêm, tức là khi mình thêm nội dung rồi, đối tượng rồi, tài liệu rồi, khi mình ấn thêm cái thông tin truyền thông sức khỏe thì ngày ghi nhận này, thì cái nội dung và vừa nãy mình đã thêm cái nội dung, ví dụ như là nội dung phòng chống COVID thì đây anh chị thêm ở đây, loại hoạt động gì, hình thức tài liệu đây, có thể là tuyên truyền tờ rơi, lấy cái dữ liệu ở cái chỗ mà mình vừa tạo vào, phương tiện là gì. Đấy, sau đó anh chị lưu lại thì là thêm cái chương trình truyền thông về sức khỏe. Anh chị có thể sửa cái thông tin đó và in toàn bộ cái danh sách dưới lưới này, ngày, địa điểm, nội dung, hình thức, phương tiện và đơn vị truyền thông. Lớp đào tạo về giáo dục sức khỏe. Thì tại đây anh chị có thể tìm kiếm thêm, sửa và in những cái lớp về đào tạo về giáo dục sức khỏe. Đây, đây ngày ghi nhận này. Loại hoạt động là truyền thông về vấn đề gì, tên tổ chức, đối tượng. Ở cái phần mình đã tạo đối tượng ấy, là người già, trẻ em hay là tất cả các hộ gia đình, kinh phí, số ngày, số lớp. Thì đây mình cũng quản lý về các cái lớp truyền thông giáo dục sức khỏe. Cho anh chị ấn lưu lại. Thì đây là những cái lớp truyền thông. Về phần quản lý về chăm sóc sức khỏe này, quản lý chuyên khoa và quản lý HIV, ba cái góc này, ba cái module ở góc này thì đều liên quan đến cái phần mà khám chữa bệnh. Thì tại đây ví dụ là quản lý ở góc này anh chị nhìn thấy này, ví dụ quản lý về chăm sóc sức khỏe thì sẽ có về quản lý về tai nạn thương tích, tử vong, nghi sởi, quản lý trẻ em, tiếp xúc dự phòng INH, quản lý người khuyết tật, ví dụ là quản lý tai nạn thương tích. Thì tại đây anh chị có thể là thêm, sửa, xóa những tai nạn thương tích. Ví dụ đây, ngày tiếp nhận, ngày ghi nhận người tai nạn thì cái này sẽ lấy trong danh mục nhân khẩu ra, chị tìm kiếm. Thì anh chị chọn cho người cập nhật tai nạn thương tích là do bị làm sao, ngã tai nạn lao động hay gì đấy. Tức là mình cập nhật để lấy dữ liệu. Đây anh chị là thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, thêm, sửa, in danh sách về thông tin tai nạn thương tích. Tương tự đối với quản lý tử vong này, quản lý bệnh nhân nghi sởi cũng tương tự. Thì phần quản lý tử vong thì có hai tab, mình chị lưu ý hơn đó là có cả về phần thông tin trẻ sơ sinh tử vong. Thì anh chị còn thêm, sửa và in danh sách. Theo các tiêu chí tìm kiếm bên trên ạ. Đây thông tin trẻ tử vong. Là có phải cái phần lưu ý là trẻ mới sinh ra mà vẫn còn cái dấu hiệu sinh tồn, nhưng mà một lúc sau hoặc là vài phút sau bị mất thì vừa cập nhật vào là có
phần là có trẻ sinh ra và vừa phải vừa cập nhật vào thông tin tử vong, thông tin sinh nở. Về quản lý chuyên khoa thì đây là tất cả những cái chuyên khoa về lao, HIV, sinh nở, phá thai, là dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình. Thì ở phần này sẽ kế thừa dữ liệu từ phần khám bệnh. Ví dụ là bệnh nhân này có cái phần bên dưới này, anh chị chọn là khám chuyên khoa này, sửa đây ạ. Đây là cái phần khám chuyên khoa, thì toàn bộ cái danh mục khám chuyên khoa này thì mình sẽ vào kia để mình quản lý. Ví dụ như là khám thai thì ở phần mềm của mình đang ràng buộc là theo giới tính. Ví dụ bệnh nhân nam thì không thể khám thai được. Ví dụ như là bệnh lao chẳng hạn. Thì sau khi anh chị khám chọn khám chuyên khoa thì có cái bút tường bên cạnh có chữ lao này. Thì anh chị cập nhật những cái khám chuyên khoa, khám thông tin khám chuyên khoa bệnh nhân vào đây. Đây là khám chuyên khoa lao, ngày ghi nhận, ngày điều trị, chọn loại. Đây. Sau đó lưu lại kết quả được để trong kết quả đến chị cập nhật ở đây đang điều trị. Thì đây là toàn bộ cái phần mà khi khám chuyên khoa lao các cái nhân viên ở cơ sở sẽ nhập vào cái form này, xét nghiệm, điều trị, thì anh chị sẽ cập nhật và lưu ở đây ạ. Thì vào phần về quản lý chuyên khoa, ví dụ bệnh nhân vừa lấy là bệnh lao. Thì khi mình lưu ở bên chuyên khoa, khi khám bệnh chuyên khoa là lao, thì vào cái phần mà quản lý chuyên khoa bệnh lao này thì sẽ có danh sách các cái bệnh nhân mà khám chuyên khoa, thì sẽ vào đây ạ. Thì tại đây mình sẽ tìm kiếm, sửa và in cái thông tin của cái bệnh nhân chuyên khoa đó. Khám lao, thêm, sửa, xóa. Đây, chị có thể thêm các cái thông tin ngoài là kế thừa dữ liệu từ phần khám bệnh, thì anh chị có thể cập nhật các cái nhân khẩu mà có khám nào tại đây, cập nhật thông tin vào đây để quản lý các dược vật tư đã cấp cho khám lao, cho điều trị lao ấy ạ. Thì tương tự đối với các cái khám chuyên khoa còn lại, thì khi khám bệnh thì sẽ vào, khi khám bệnh mà bác sĩ chọn khám chuyên khoa thì sẽ vào phần các cái menu này để quản lý và có thể thêm thêm những cái nhân khẩu bên ngoài mà không từ khám bệnh tại địa phương, không từ khám bệnh cập nhật ở phần này, phần mềm này của địa phương. Chăm sóc sức khỏe, khám chuyên khoa. Về phần quản lý HIV thì ở đây có nhận mẫu, gửi mẫu, xét nghiệm
ELISA 1, ELISA 2, tức là đây là khi làm xét nghiệm thì có những chia theo từng cái loại xét nghiệm này, mình vào đây để mình cập nhật thông tin xét nghiệm ở phần khám bệnh này. Đây, ví dụ ở đây anh chị chọn là HIV. Khi khám chuyên khoa HIV thì tại đây anh chị sẽ cập nhật nhập cái mẫu xét nghiệm. Đây, ví dụ như là ngày ghi nhận này, mã barcode của trên cái mình lấy cái mẫu đấy, mẫu xét nghiệm vào cái ống thì có mã barcode, số phiếu xét nghiệm, chọn chất lượng là đạt, ví dụ là sản phẩm là quên, sinh phẩm 1, sinh phẩm 2, sinh phẩm 3, ví dụ như là máu chẳng hạn. Thì có các cái chỉ định xét nghiệm theo quy định là ELISA 1 hoặc ELISA 2 hoặc Serodia hoặc test nhanh, thì anh chị có thể chọn ở đây. Chưa thử. Có các cái thông tin này, anh chị điền các thông tin tại đây giúp em. Đây, tại đây chị ngày xét nghiệm này. Nơi xét nghiệm thì tại đây anh chị có thể chọn là tại cơ sở y tế hoặc chuyển lên tuyến trên. Chuyển lên tuyến trên thì là anh chị sẽ là gửi mẫu lên để bên trên trung tâm y tế họ làm xét nghiệm và gửi về. Khi chọn ở đây thì mình sẽ làm tại đây và nhập thông tin kết quả tại đây. Giới thiệu cơ quan y tế. Nhập mẫu xét nghiệm thì chị nhập mẫu xét nghiệm. Chọn loại xét nghiệm theo quy định. Cập nhật thông tin thành công. Thì tại đây anh chị là sẽ thấy là sao mình đã cập nhật thông tin. Thì vào phần xét nghiệm ELISA 1 này. Đây. Tức là khi mình chọn tại địa phương, khi em chọn làm nơi xét nghiệm là tại địa phương thì mà chọn cái loại xét nghiệm là ELISA 1 thì vào ELISA 1 thì sẽ thấy thông tin bệnh nhân, và tại đây là anh chị sẽ cập nhật ngày thực hiện. Đây. Và cập nhật các cái thông tin kết quả và lưu lại. Còn phần khám bệnh. Khi khám bệnh chuyên khoa là HIV mà em chọn, đây để em mở chức năng này. Đây ạ. Khám chuyên khoa HIV. Đây. Tại đây mà em chọn nơi xét nghiệm là tuyến trên. Thì ở đây mình sẽ phải là gửi mẫu HIV đi tuyến trên.
chọn đơn vị nhận mẫu. Cái phần này bình thường là sẽ tạo phiếu. Hôm nay chắc cái bản demo nó hơi có vấn đề thì sẽ tạo phiếu và ấn gửi ạ, cho cái đơn vị nhận phần mẫu ở tuyến trên. Sau đó là anh chị sẽ gửi mẫu và nhận mẫu là được ạ. À, đối với lại okay. Tên bệnh nhân và người gửi thì là sẽ là gửi và nhận mẫu đối với cái trường hợp là không xét nghiệm tại cơ sở y tế ạ. Thì đây là toàn bộ phần chăm sóc sức khỏe em đã trình bày xong, có phần em nói lại tổng quát một lần nữa, cùng có phần quản lý bệnh thì dựa vào kế thừa dữ liệu từ phần khám chữa bệnh hoặc thêm mới, có quản lý dinh dưỡng là thì sẽ có về uống, tạo kế hoạch nhắc lịch và quản lý uống vitamin, có về kế hoạch nhắc lịch và quản lý về cân đo suy dinh dưỡng, về quản lý tiêm chủng thì cũng có kế hoạch nhắc lịch và tiêm chủng bà mẹ hoặc trẻ em. Và tiêm chủng bà mẹ hoặc trẻ em thì thực hiện theo tiêm chủng 4 bước là tiếp đón, sàng lọc và thực hiện tiêm và theo dõi sau tiêm. Thì ở đây mình có quản lý đối tượng từ cổng theo dữ liệu từ cổng tiêm chủng quốc gia và của mình liên thông với lại cổng dữ liệu tiêm chủng quốc gia. Về quản lý truyền thông thì ở đây có về quản lý truyền thông về giáo dục và các lớp đào tạo về giáo dục sức khỏe, thì toàn bộ các chức năng này đều là tìm kiếm, thêm, sửa, xóa và in ạ. Về phần chăm sóc sức khỏe thì cũng ở đây mình sẽ quản lý các tai nạn thương tích, quản lý tử vong. Và đây là toàn bộ những cái form về quản lý mình có thể nhập thông tin ạ. Về quản lý chuyên khoa thì kế thừa dữ liệu từ phần khám bệnh sang ạ. Ví dụ ở khám bệnh các anh chị chọn khám chuyên khoa thì tại đây anh chị có thể là sẽ kế thừa dữ liệu các cái thông tin ở đây để mình có thể quản lý thống kê. Về quản lý HIV ạ, thì cũng dựa vào phần khám bệnh khám chuyên khoa là HIV thì tại đó mình có thể nhận mẫu làm xét nghiệm tại cơ sở y tế hoặc là gửi mẫu lên trung tâm y tế để làm xét nghiệm. Thì đây là toàn bộ phần chăm sóc sức khỏe. Em sang mục thứ 3 đó là những cái chức năng mà không liên quan tới cái phần nhân khẩu, hộ khẩu và khám chữa bệnh. Thì là có về an toàn thực phẩm. Về an toàn thực phẩm thì các anh chị sẽ ở tại đây sẽ quản lý về ngộ độc thực phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh, công tác test nhanh, hình thức vi phạm xử phạt, công tác xét nghiệm và quản lý chi tiết với người ngộ độc thực phẩm. Thì tại phần an toàn thực phẩm có menu ngộ độc thực phẩm thì tại đây anh chị có chức năng đó là tìm kiếm, thêm, sửa và in. Thì tại tìm kiếm này anh chị tìm kiếm theo các cái tiêu chí đây của đơn vị mình từ ngày nào đến ngày nào đây ạ. Tức là do là anh chị đã thêm những cái thông tin ngộ độc thực phẩm tại đây, ấn thêm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, người mắc đầu tiên, người mắc cuối cùng. À quên, ngày mắc cuối cùng, ở đây là bị lỗi phòng. Địa điểm ạ, số người ăn, số người mắc, số người đi viện và các nguyên nhân thì lưu lại và thoát. Thì đây là toàn bộ danh sách anh chị đã thêm là những cái thông tin người bị ngộ độc thực phẩm tại đơn vị và tìm kiếm theo cái ngày bắt đầu, ngày kết thúc này. Sửa thông tin ngộ độc thực phẩm và in danh sách
in toàn bộ danh sách ở dưới lưới này. Về cơ sở sản xuất kinh doanh là các cơ về y tế, các cơ sở y tế cũng sẽ cập nhật các về cơ sở kinh doanh của địa phương mình ở đây. Tức là danh mục cơ sở sản xuất kinh doanh. Tại đây chị có thể thêm cơ sở tại đây. Mã ID là tự sinh ạ. Đây cơ sở ví dụ là sản xuất kinh doanh về thực phẩm. Thì anh chị có thể thêm vào đây để tên cơ sở, phân công quản lý về y tế, nông nghiệp hay công thương. Đây, quận, huyện, đơn vị. À, ngày kiểm tra, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết, giấy cam kết đảm bảo về an toàn thực phẩm và các thông tin của chủ cơ sở về kinh doanh này thì anh chị sẽ nhập toàn bộ ở đây và lưu lại. Thì ở đây có tìm kiếm thêm thêm cơ sở, thêm nhân viên. Đây, ví dụ là chọn cơ sở xong thì anh chị có thể thêm nhân viên cho cái cơ sở hoạt động đó. Về và toàn bộ các thông tin ở đây, điền các thông tin của nhân viên đó làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và sửa và in toàn bộ danh sách này. Phần danh sách nhân viên thì anh chị có thể tìm kiếm ở đây ạ, theo tên cơ sở, tên nhân viên, các loại hình thức và giới tính ạ, thì anh chị có thể tìm kiếm hoặc in ạ. Về công tác test nhanh của an toàn thực phẩm thì đây anh chị có thể tìm kiếm theo các tiêu chí, thêm sửa và in danh sách, thêm test nhanh, thêm thực phẩm. Ở đây anh chị có thể thêm đấy ạ. Ví dụ là chọn cái cơ sở mà mình đã tạo ở cái phần mà cơ sở sản xuất kinh doanh nhé, thì anh chị có thể thêm đây ạ, ngày ghi nhận, loại thực phẩm là loại gì, loại test là loại gì, tức là kiểm tra về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh nhé. Sau đó anh chị lưu lại thì là thêm ạ. Sau đó sửa thông tin thì cũng chọn vào bên dưới và ấn sửa. In danh sách là in toàn bộ danh sách dưới lưới này. Thêm test nhanh, tức là mình thêm cái loại test để kiểm tra về an toàn thực phẩm nhé. Tên loại là gì? Sau đó ấn thêm ạ. Thêm thực phẩm. Đây ạ. Tức là cơ sở sản xuất kinh doanh loại thực phẩm gì thì mình thêm cái tên thực phẩm đấy tại đây. Ví dụ như là hải sản hay là thịt cá thì chị có thể thêm ở đây ạ. Thì là thêm thực phẩm. Hình thức vi phạm xử phạt đấy ạ. Thì anh chị có tại đây chị cũng tìm kiếm theo các cái tiêu chí bên trên này và thêm sửa, in, chuyển hồ sơ, thêm các hình thức xử phạt. Ở đây mình chọn cái cơ sở, chọn cơ sở trong danh sách này, sau ngày ghi nhận, hình thức phạt, hình thức phạt phụ, tình trạng là không vi phạm hay có vi phạm thì anh chị cũng sẽ cập nhật ở đây ạ. Và thêm sửa thông tin, in đây ạ. Về xử lý hồ sơ chuyển đến, ở bên này là mình chuyển hồ sơ đây ạ. Đây là mình chuyển cơ sở, tên cơ sở, người gửi, đơn vị nhận. Ở đây thì sẽ có cái danh sách cái đơn vị nhận để xử lý. Đây xử lý chuyển đến đây. Để chị ở tại đây và xử lý đơn vị. Về công tác xét nghiệm thì tại menu về công tác xét nghiệm anh chị có thể tìm kiếm thêm sửa in danh sách, thêm phương pháp xét nghiệm và thêm loại thực phẩm tại đây. Ví dụ là tên cơ sở kinh doanh này, ngày ghi nhận, loại thực phẩm là cá, phương pháp xét nghiệm là tổng cái số mẫu xét nghiệm, số mẫu đạt là bao nhiêu thì cũng sẽ cập nhật toàn bộ đây ạ. Để quản lý chi tiết người bị ngộ độc thực phẩm, ở đây chị có thể tìm kiếm theo các tiêu chí bên trên này về các cái thông tin người bị ngộ độc thực phẩm, dựa vào cái phần mà
ngộ độc thực phẩm bên trên mình đã cập nhật nhá. Thì dưới này mình chỉ quản lý chi tiết, tìm kiếm theo các tiêu chí. Và có thể sửa sửa các cái thông tin, có thể lúc đầu vào mình bị nhập sai là do ngộ độc thực phẩm gì hoặc là từ cơ sở nào, thì tại đây chị có thể là thêm sửa và in danh sách. Thì là toàn bộ về phần an toàn thực phẩm. Tiếp theo là phần về quản lý y tế. Về quản lý y tế thì sẽ có phần về quản lý tài chính và quản lý tài sản. Thì phần quản lý tài chính và quản lý tài sản ở đây, thì quản lý tài chính thì ở đây mình có thể dự toán về tài chính, có các cái dự toán, ví dụ là thêm phiếu dự toán, sửa phiếu dự toán. Ví dụ đây, thêm phiếu về dự toán tài chính này, bộ phận duyệt, mã khoản chi. Ví dụ như là chi cho mua máy tính hay là bàn ghế, thì anh chị có thể chọn ở đây ạ. Đây là những cái khoản mình dự toán. Import danh mục khoản chi. Đây mình có thể chọn theo một cái file Excel mẫu thì em sẽ cung cấp để cho đơn vị nhập và import vào hệ thống để sử dụng. Phần danh mục khoản chi thì tại đây mình có thể tìm kiếm thêm và sửa cái danh mục các cái khoản chi mà mình đã import vào hệ thống. Lập phiếu thu chi thì tại đây mình sẽ quản lý phiếu thu chi, tìm kiếm, lập phiếu thu và sửa phiếu thu chi. Quản lý phiếu thu thì lập phiếu thu, và tab quản lý phiếu chi thì là lập phiếu chi ạ. Thì là tại đây mình sẽ có những cái quản lý để cho không bớt cái phần mà ghi bên ngoài sổ sách những cái quản lý thu chi, mà sẽ quản lý trên phần mềm. Tương tự với quản lý tài sản, dự trù tài sản, duyệt và nhận tài sản dự trù. Thì tại đây mình có thể thêm tài sản để nhập để phân loại này. Các ví dụ như là trang thiết bị hay là vật tư tiêu hao, tình trạng sử dụng thêm mới hay là nâng cấp hay gì, thì toàn bộ những cái thông tin này giống như các anh chị đã đang thực hiện ở bên ngoài ghi chép sổ sách ấy. Thì bây giờ anh chị chỉ cần nhập trên phần mềm, sau đó lưu lại. Thì tại đây anh chị cũng là sẽ là tìm kiếm này, thêm sửa, nhận tài sản này, kiểm kê này, danh sách kiểm kê danh mục tài sản và danh mục phân loại ở cái phần mà trang thiết bị cơ sở y tế đấy, dự trù và duyệt và nhận đấy. Tức tại đây mình có thể thêm cái phiếu dự trù để gửi liên thông hoặc không liên thông các cái loại tài sản, ví dụ như là dụng cụ y tế, trang thiết bị để gửi dự trù là cần cấp cho địa phương để sử dụng, gửi phiếu dự trù lên trung tâm y tế để duyệt và trạm y tế nhận để sử dụng. Về phần báo cáo y tế cơ sở thì sẽ có đây, theo thông tư 37 và báo cáo tổng hợp y tế cơ sở. Về phần báo cáo tổng hợp theo y tế cơ sở này thì sẽ có về thông tư 27 đây, về các sổ sách báo cáo. Tại đây anh chị có thể chọn các loại báo cáo này, ví dụ như là tình hình dân số sinh tử này, tình hình nhân hoạt động khám chữa bệnh này, thì toàn bộ ở đây là đã có các cái báo cáo đáp ứng theo các theo quy định và thông tư rồi. Thì đây có các sổ này, sổ sách trạm theo thông tư 27, thì anh chị có in các sổ, ví dụ như là sổ tiêm chủng uốn ván, sổ khám thai, sổ sốt rét hay là sổ về lao, sổ HIV, thì toàn bộ đây là những cái sổ sách báo cáo. Đây là toàn bộ những cái phần mà về HMIT. Còn từ phần tiếp nhận khám bệnh, dược, viện phí này, cận lâm sàng, báo cáo hệ thống danh mục, và đến phần nội trú này là về khám chữa bệnh của HIT, thì các anh chị cũng đã nắm rồi đúng không ạ? Còn toàn bộ cái phần HMIT là đây ạ. Về dân số này, chăm sóc sức khỏe này, an toàn thực phẩm này, về báo cáo và về quản lý y tế thì em đã trình bày xong.
Bây giờ anh chị có ai có câu hỏi gì thì bật mic xong rồi hỏi để em trả lời nhé. Cho mình hỏi thì nhá. Em tắt tắt Bạn nghe được không? Cái quay clip ở đâu? Đây đây. Alo. Pau pau pau. Pau hay stop.